Tiểu Cương Thi, không ngờ cậu ta lại muốn ngủ cùng cậu. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Long Mị đành phải đồng ý với Tiểu Cương Thi. Nhưng khoảnh khắc mở quan tài ra, hai mắt cậu lập tức sáng lên. Không lâu trước đó, Long Mị chạy trối chết trong rừng. Cậu vừa mới dừng lại vài bước liền trượt chân rơi xuống một cái hang. Đến khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân đã nằm dưới đáy hang động. Long Mị mơ hồ chạm vào thứ gì đó, đến khi nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một quả đào mềm mềm. Cậu là ai? Long Mị sợ hãi lùi về phía sau, nhìn kỹ lại một chút Long Mị mới cảm thấy có chút quen thuộc. Trước mắt anh chính là một cỗ quan tài, còn có cả một cương thi. Long Mị tò mò chọc chọc cậu ta một chút, cương thi lập tức quay đầu lại, xem ra cũng không đáng sợ đến vậy, thậm chí còn có chút đáng yêu. Lúc này hai mắt Long Mị đột nhiên sáng lên, trong quan tài đó có chứa bảo bối không? Câu trả lời của tiểu cương thi khiến Long Mị ngây ra tại chỗ. Rất lâu rồi, cậu đang nói tôi sao? Tôi ở đây lâu nhất nè, tôi là thứ ở đây lâu nhất đó. Tiểu cương thi hai mắt sáng rực nhìn Long Mị với mong muốn anh đưa mình đi cùng. Nhưng Long Mị chỉ muốn về một mình mà thôi. Tiểu cương thi nghĩ mọi chuyện sẽ không phát triển đến mức này chứ. Cậu ta nhìn Long Mị cố gắng rời đi, nhưng một giây sau vì quá trơn trượt nên Long Mị đã ngã xuống. Sau 108 lần cố chấp vẫn không thành công, tiểu cương thi đã đưa ra một đề nghị với Long Mị. Cậu có muốn ngủ cùng tôi không? Mẹ ơi, ai mà muốn ngủ trong cái hộp lạnh lẽo đó chứ? Lúc này Long Mị mới biết còn một đường khác để ra. Anh mừng rỡ hỏi tiểu cương thi, nhưng tiểu cương thi lại đưa ra thêm một đề nghị. Tôi đưa cậu đi, thì cậu cũng phải đưa tôi ra ngoài. Nếu người nói bây giờ là một người bình thường chắc chắn Long Mị sẽ đồng ý. Nhưng đây là cương thi, sao có thể đồng ý chứ? Tiểu cương thi nhìn Long Mị bằng đôi mắt lấp lánh. Được rồi, lần này thôi nhé. Cứ vậy Long Mị đã gật đầu đồng ý. Nhưng một giây sau tiểu cương thi đột nhiên trèo lên quan tài. Không phải tên tiểu tử này muốn ngủ cùng mình đâu nhỉ? Cảnh tượng trong quan tài khiến Long Mị trợn tròn mắt kinh ngạc. Bên trong là một ngôi mộ tự nhiên, không phải chứ? Sự chú ý của Long Mị va vào luồng ánh sáng phía trước. Hóa ra là sơn động, xem ra tiểu cương thi không hề lừa mình. Cứ như vậy hai người họ tiến về phía trước. Tiểu cương thi nắm lấy tay Long Mị, nhưng tôi anh đã lập tức rụt tay lại. Nắm tay cái gì, là người lớn rồi, cứ e dè như vậy làm gì? Cậu không biết đường sao? Sao không tự đi vậy? Long Mị không biết rằng thật ra tiểu cương thi đã bị phong ấn ở hang động này. Bất đắc dĩ cậu đành phải diễn cho anh xem. Chính lúc này xung quanh liền hiện lên rất nhiều bùa chú, khiến Long Mị toát cả mồ hôi. Một giây sau tiểu cương thi liền đứng im. Cứu tôi với, sao lại không động đậy được thế? Cứu cậu kiểu gì, kéo tôi vào trong là được. Long Mị hướng tay về phía tiểu cương thi, sau đó nhấc bổng cậu vào bên trong. Cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường, đá cứng trên cơ thể cùng dần dần biến mất. Tiểu cương thi cầu xin Long Mị, chỉ cần anh nắm tay cậu rời đi, vậy thì cậu sẽ thoát khỏi nơi này. Long Mị nghĩ một lúc, tôi không bị lừa đâu. Nói xong liền quay người rời đi. Cho dù tiểu cương thi có cầu xin thế nào thì Long Mị cũng không quay lại. Cậu vừa khóc vừa thơ thẩn nhìn Long Mị. Đột nhiên, sau khi chia tay Long Mị và tiểu cương thi lần nữa gặp nhau, lần này cậu bị bao vây lấy vì quá đáng yêu. Long Mị giống như anh hùng cứu mỹ nhân vậy, nắm tay tiểu cương thi rời khỏi đám người kia. Không phải cậu có chuyện quan trọng cần phải làm sao? Đó là tìm được bạn của tôi, nhưng tôi không biết đi đâu. Thấy vậy Long Mị đành phải đưa tiểu cương thi về nhà. Vừa mở cửa ra tiểu cương thi liền xông thẳng vào trong, suýt chút nữa còn chui cả vào máy giặt. Chơi mệt rồi mới phát hiện ra một cái hộp gần đó, cậu nghịch nghịch một chút, vô tình khởi động chế độ gió lạnh. Đúng là không biết xấu hổ, ấy vậy cũng rất đáng yêu. Thấy quần áo cương thi đã ướt nhẹp, Long Mị liền lấy cho cậu bộ quần áo khác mặc tạm. Nào ngờ đập vào mắt cậu chính là hình ảnh khỏa thân của tiểu cương thi. Trời, nói cái là làm luôn sao? Dù sao cũng phải đắp chăn lên đi chứ. Để bớt ngại ngùng, Long Mị vội vàng đưa sữa bò cho tiểu cương thi uống. Tiểu cương thi vừa uống sữa vừa tận hưởng cuộc sống. Lúc này âm thanh bên ngoài đã phá tan sự yên tĩnh. Tiểu cương thi tò mò kéo rèm ra, hóa ra là một con rắn nhỏ, không phải là một quả bầu nhỏ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người họ đã làm thân với nhau. Long Mị vừa tắm xong đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu rốt cuộc có sợ người lạ hay không vậy? Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể kết bạn mới. Hóa ra quả bầu này là do ông Long Mị để lại. Nó tên Tuy Tuy, nhưng tiểu cương thi không biết là sau khi ông Long Mị mất, Tuy Tuy chính là người thân duy nhất của anh. Chuyện này khiến Long Mị vô cùng đau lòng. Ngày hôm sau Long Mị đi tảo mộ, đã vô tình đánh thức tiểu cương thi đang ngủ. Tôi muốn đi, nghe nói tiểu cương thi vô cùng giỏi việc tảo mộ. Long Mị liền vui vẻ đồng ý. Tiểu cương thi lập tức bỏ Tuy Tuy, rồi thay nhanh chóng thay quần áo, nhưng vẫn là bộ đồ đó. Long Mị vội vàng kêu cậu ta thay đồ, nhưng khi bị bảo cởi mũ ra, phản ứng của tiểu cương thi liền vô cùng quyết liệt. Được rồi, mặc bộ này đến gặp ông nội chắc cũng không sao, mặc áo mưa này vào đi, đừng dọa người khác là được. Cuối cùng hai người đến mộ của ông Long Mị, anh đốt ít tiền giấy cho ông nội và cầu ông phù hộ cho mình. Tiểu cương thi thấy vậy cũng làm theo, nhưng lại cầu cho bản thân có thể uống sữa mãi. Nguyện vọng này của cậu đã làm ông nội vô cùng buồn cười. Mặt khác, chuyện tiểu cương thi ra ngoài đã chuyển đến tay Hắc Sơn đại lão. Cứ tưởng rằng ba người khỏe mạnh có thể ngăn hai người họ, nhưng trong thời khắc quan trọng họ lại bất giác ngủ mất. Hắc Sơn đại lão tức giận, mấy tên phế vật nhà ngươi. Về đến nhà, khi Long Mị đang tưới hoa thì tiểu cương thi nghĩ ra một cách, cậu cũng muốn bản thân biến thành hoa. Nhưng chớ trêu thay, tay cậu lại không đủ dài, không được thì vào phòng tắm tới nước vậy. Nhưng cây trên đầu cậu vẫn chẳng nở hoa. Tiểu cương thi thất thần ngồi trên giường, nào ngờ vừa nhìn thấy Long Mị mang sữa đến đầu cậu liền nở hoa. Hóa ra chỉ cần uống sữa sẽ nở hoa, nhưng tiểu cương thi vẫn chưa biết điều này. Đến khi Long Mị mang gương tới thì cậu mới nhận ra.
Long Mị xoa xoa đầu tiểu cương thi, sau này muốn nở hoa, chỉ cần vui vẻ hơn là được. Tay Long Mị đột nhiên chuyển hướng về phía mũ của tiểu cương thi, nhưng cậu đã nhanh chóng ngăn lại, điều này khiến tính tò mò của Long Mị càng tăng lên. Đợi đến khi tiểu cương thi ngủ, Long Mị mới âm thầm cởi mũ của cậu,